Hóa ra là Hằng fake anh ạ. Chị cười cái gì đấy? Đấy chỉ là thôi. Chị xin lỗi nhưng mà chị buồn cười quá. Này, có chuyện gì thế à? Mẹ ơi, chị mẹ ơi, con chả hiểu tại sao con đang tập thể dục nâng cao sức khỏe, để ngực nở, mông cong, eo thon, để dễ bề sinh nở. Thế mà tự nhiên con dâu của mẹ cứ cười chê con ý. Dạ không ạ, rõ ràng là chả nhét bóng bay vào trong mông để độn mông. Sao em lại nói dối trắng trợn như thế? Đấy mẹ thấy không, con dâu của mẹ bắt nạt con ấy kìa. Này, sáng ngày ra cô bị rảnh quá à hả? Bao nhiêu tuổi rồi, đẻ thì không lo đẻ, suốt ngày cứ chảnh chọe với đứa trẻ con, không thấy xấu hổ à? Kìa mẹ, mẹ nói có phải công bằng một chút đi chưa? Rõ ràng là con chứng kiến, vợ con... Anh, trong mắt của anh ý, lúc nào vợ anh cũng đúng, còn em sai. Trong mắt của anh thì em với mẹ chả là cái gì cả. Cha, này, anh chị có coi tôi coi cái chả là người nhà nữa không đấy hả? Tôi nói cho anh biết nhá, cái chả ấy nó ở nhà mình từ bé. Nếu mà không phải vì anh cứ cố tình cưới cô ta về ấy, thì bây giờ chả nó đã là con dâu của tôi rồi. Kìa mẹ, nhưng mà... Nhưng nhỉ cái gì? Cô ơi, tập nhanh lên rồi vào nấu đồ ăn sáng cho cả nhà đi. Hôm nay tôi có khách đấy. Đi con. Đấy mẹ xem, mông còn không bằng quả bưởi như thế này. Theo nhân tướng học ấy thì mông lép khó đẻ lắm mẹ. Bảo sao, cưới nhau mấy năm trời rồi mà chả thấy đẻ đái gì, chán đời. Đấy, cứ phải ngực to, mông to như con như này này thì mới dễ đẻ chứ. Giá như ấy, mà con về nước sớm sớm hơn một tí thì có phải là bây giờ ấy, mẹ có mấy đứa cháu để ấm bổng rồi không? Má, con nói cũng đúng, ngực to, mông to thì mới dễ đẻ. Chưa, ai mà không có ngực ấy, không có mông ấy thì sau này chỉ có mà đẻ mổ thôi. Mà ngực lép thế kia ấy, không có sữa cho con bú ấy, cho ăn sữa ngoài để mà tiền à? Mẹ càng nói con lại càng tiếc đấy. Mẹ xem, có phải con dâu nào cưới về cũng đẻ được đâu ạ? Nhưng mà mẹ yên tâm, bây giờ con về đây rồi, mẹ thích cháu lúc nào con sẽ đẻ cháu cho mẹ. Thật á? Vâng, đương nhiên rồi mẹ. Con mà vì mẹ thì bất cứ giá nào con cũng làm được. Mẹ, Trà, mẹ mới Trà nói như thế là có ý gì ạ? Con là con dâu của mẹ đấy. Này, bây giờ cô lại dám cãi cả tôi nữa đấy hả? Cô ấy, treo nó lên đầu tôi mà ngồi đây này. Đúng là chưa khỏi vòng đã góc đuôi rồi. Thế nhưng mà mẹ không thấy từ nãy giờ mẹ với Trà rất là quá đáng với con à? Hết body shaming con, rồi lại muốn đẻ con cho chồng của con nữa. Thế con là cái gì ở trong cái nhà này ạ? Chị sợ à? Trong cái cuộc đua sinh nở ấy, ai là người đẻ sau thì người đi đua cuộc. Mẹ ơi, bây giờ con đưa mẹ ra ngoài để xả stress nhé. May mà có con ý, chứ không ý thì mẹ chả biết làm thế nào cả. Mà cô, ở nhà ấy, vào bếp nấu cái gì ngon ngon đi, lát nữa mẹ con tôi về ăn đấy. Đi con. Ok. Đây. Em làm gì đấy? Sao lại thu dọn đồ ra? Em bình tĩnh lại đi. Thế anh phải bảo em bình tĩnh như thế nào? Anh về mà xem mẹ với cả Trà nói gì kìa. Mẹ thì muốn Trà sinh con cho anh, chỉ vì là Trà có ngực có mông, còn em thì không có. Này, mẹ nói như vậy luôn á? Quá đáng thật đấy. Chưa hết đâu, Trà nó còn bảo là nhá, sẽ tìm mọi cách để mà sinh con cho anh đấy, miễn là mẹ thích. Thế anh bảo xem, em là cái gì ở trong cái nhà này hả? Em bình tĩnh lại đi, anh xin lỗi. Để anh gặp mẹ, anh sẽ nói rõ ràng mọi chuyện. Khoan đã, anh đừng làm lớn chuyện. Anh không thể nhắm mắt làm ngơ để cho mẹ nói em như thế được. Em nhờ anh một chuyện nhá. Được rồi, em nói đi. Anh chỉ cần nấu cho em một bữa cơm thật là thịnh soạn thôi, trước khi đuổi con tiểu tam kia ra khỏi nhà. Nào, ăn đi con. Ăn nhiều vào nhá. Ăn nhiều thì mới đẩy nhanh tiến độ để cho mẹ có cháu bé chứ. Vâng ạ, con cũng thích thế lắm chứ. Mà quan trọng là còn có cả yêu phi. Cô nói đủ chưa? Mẹ mày vẫn đang còn ngồi đây đấy nhá. Con ăn đi, ăn nhiều vào. Cái người mà đẻ được ý, mới cần phải ăn nhiều. Ăn đi. Sao thế con? Con không biết sao nữa. Tự dưng cả người con ngứa ngáy hết cả mẹ ơi. Ngứa là ngứa ấy. Mẹ ạ, mẹ cứu con với. Xem nào.
Ôi, ngứa ngực ý. Hay là chị, có phải chị giở trò gì với tôi đúng không? Chà, em bình tĩnh đi. Chị chỉ thả một ít bột tỏi vào trong thức ăn để át đi vị mùi trà xanh ấy mà. Bột tỏi á? Chị có biết là tôi bị dị ứng với cả bột tỏi không hả? À, từ nãy giờ ngứa ơi là ngứa. Mẹ ơi cứu con với, cứu con. Cái gì này? Hóa ra cô tôi đấy à? Hả? Cái gì mà đang ngứa hết cả người này? Mẹ gãi con cái đi. Này, bây giờ ấy, độn mông thửa ngực cái gì cũng là đồ giả cả. Cái này mà định vào nhà tôi để làm gì hả? Cái gì đã làm sao? Bà quá đáng, nó vừa vừa thôi chứ. Tiêu chuẩn kép nó vừa vừa thôi chứ. Bà muốn một đứa con dâu phải chịu đựng như cái lệ, rồi muốn một đứa mắn đẻ, lấy đâu ra, lấy đâu ra? Này này này, cô trở mặt cũng nhanh quá nhỉ. Vừa mới mẹ mẹ con xong mà đã trở mặt ngay được. Tôi hỏi cô, cô bày ra cái trò này ấy vào nhà tôi với mục đích gì? Đúng đấy, tôi tưởng là vào đây cố lấy một đứa con rồi ngang nhiên sống như bà hoàng. Thì ai ngờ bà cũng là cái loại ki bo kẻ sỉ bần tiện hãm tài. Không chịu hết nổi rồi, bực hết rồi. Này, này, chúng mày định đi đâu đấy? Bọn con sẽ dọn ra ngoài sống. Bao nhiêu năm ở chung với mẹ, con đã nhận ra nơi này không phù hợp với cả bọn con. Một nơi mà vợ con không được tôn trọng. Mẹ, bao nhiêu năm qua ở với mẹ, bọn con không bao giờ bất hiếu với mẹ một nửa lời. Vậy mà mẹ lại tin người ngoài, mẹ hạch sách bọn con đến như vậy. Con xin lỗi, con không để vợ con phải chịu khổ được. Thế mẹ mày chịu khổ thì mày định ngó đâu à? Với những gì mẹ thấy, những gì mẹ tin, những gì mẹ có thì mẹ không khổ được đâu à? Con xin thề. Con với chờ cái.